Minh Giang, cũng may là có con. Không sao, cha. Cha, làm gì vậy? Tiền đã đưa cho các người rồi, còn muốn lấy mạng sao? Minh Giang, để cha. Tôi muốn xem rốt cuộc anh là ai. Một lão già thôi mà không đánh được sao? Có người ở phía trước kìa, nhìn xem. Đi. Gia Bảo, cầm lấy. Chém tôi. Chém tôi đi. Chém đi. Không chém là không kịp đâu. Không nói năng kiểu gì được. Làm đi. Khi về biết làm gì rồi chứ? Anh hỏi yên tâm, em sẽ không để Đỗ Minh Hải sống mà trở về đâu. Mau đi đi. Anh xem, ở phía đó có tiếng người. Đi đi. Cha, cha, hai người bị sao vậy? Đại thiếu gia, mặc kệ tôi. Thổ phỉ vừa muốn tiền vừa muốn mạng. Đại thiếu gia, vậy nhị thiếu gia và tiểu thất cô nương đâu? Vẫn trong tay bọn thổ phỉ. Cố Phẹo, mau thông báo cho Mã Trí Viễn tiêu diệt thổ phỉ. Nếu không tôi sợ không kịp đâu. Chúng tôi đưa hai người về trước đã. Đúng đó, mặc kệ tôi, mau đi đi. Tôi biết rồi, đi đi. Cố gắng lên. Lên nữa, dùng sức. Nhìn thấy tóc rồi, dùng sức nữa đi. Đếm đến ba. Một, hai, ba. Con trai, nhất định là con trai. Nhất định là con trai. Dùng sức đi. Con gái cũng được. Con gái cũng được. Không ổn rồi, không ổn rồi. Sao vậy, có chuyện gì? Thổ phỉ đánh thương Đỗ lão gia, còn chém đại thiếu gia nữa. Vậy Minh Hải đâu? Vậy thiếu gia vẫn trong tay bọn thổ phỉ. Mau đi thôi, mau đi cứu Minh Hải. Đi thôi, đợi chút. Đỗ Minh Giang bảo anh đến báo tin. Chẳng phải chúng ta nói trước rồi sao? Đỗ Minh Giang phát tín hiệu. Đại thiếu gia bị thương rồi, anh ấy không phát tín hiệu nổi đâu. Cho nên mới bảo chúng tôi tới đây. Mã Trí Viễn, tôi phải đi tiêu diệt thổ phỉ với anh. Sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh cùng đại thiếu gia lên núi sao? Đi được nửa đường thì bị thổ phỉ chặn lại. Chúng chỉ cho một mình anh họ lên thôi. Tôi phải xuống đây thông báo cho anh đó. Đừng nhiều lời nữa, đi. Mã đội trưởng, chúng tôi cũng đi. Hơn nữa tôi còn biết một mật đạo, có thể đi vòng quanh những cái bẫy kia. Chúng ta mau đi thôi. Đi đi. Không hơi đâu mà lằng nhằng với các anh. Các anh phải đứng sau chúng tôi, nghe rõ chưa? Được, mau đi thôi. Hai người các anh nhanh lên, chậm hơn cả đàn bà con gái nữa. Bà cô của tôi, cô con gái, con đứa, sao lại đi nhanh vậy? Đừng nhiều lời nữa, đi mau. Nhanh lên. Đỗ Minh Hải, người nhà các anh là loại gì vậy? Bớt ở đây nói dối giận đi. Con mắt nào của anh nhìn thấy đó là người của người nhà tôi. Đại đương gia, không ổn rồi, không ổn rồi. Quản cái gì? Nói, bắn nhau ở đâu? Là đám chó săn, bắn nhau ở khu ám bảo. Nghe thấy chưa? Nhị Mao đâu? Nhị Mao đang canh chừng ở đó. Nói với các anh em, bọn chó săn sẽ trong chốc lát không xông ra khỏi ám bảo được. Nếu xông ra thì phải chặn lại. Vâng, chỉ cần con trai tôi thuận lợi chào đời, tôi sẽ đi lấy mạng bọn chúng. Mau, nấp đi, nằm xuống. Chú ý ẩn nấp. Lên đi, yểm trợ.
Mặt tôi không bị bắn nát đó chứ. Minh Hải sẽ không nhìn mặt tôi nữa đâu. Dám ám toán ông mày à? Đợi ông mày mà bắt được, ông xử từng thằng. Lũ đáng. Anh Thiết Đầu, chút nữa cậu ra lệnh cho tất cả mọi người dùng quả lực để yểm trợ cho tôi. Hỏa lực phải thật mạnh, thu hút súng đạn của đối phương. Tôi sẽ xông lên từ phía cánh rừng bên phải, hiểu chưa? Rõ. Anh cẩn thận đó. Yểm trợ. Trí Viễn cẩn thận. Dừng bắn. Lên đi. Xông lên. Mau. Xông lên. Người chết như đèn tắt, không sợ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người chết như đèn tắt, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đại ca, chúng ta thừa thắng xông lên đi. Thừa thắng xông lên. Báo thù cho các anh em đã chết. Đi. Đi. Sinh rồi, sinh rồi. Là con trai. Sơn quỷ tôi có con trai rồi. Sơn quỷ tôi có con trai rồi. Tiểu Cầm. Đây, em nhìn xem. Bây giờ anh đã làm cha rồi, có phải anh nên nghĩ cho con trai của mình một chút không? Tận dụng trước khi cảnh sát còn chưa tới, thả cha con Đỗ Viễn Sơn ra. Dẫn Thạch Hữu Cầm và con trai rời khỏi nơi này vẫn còn kịp đó. Cô đừng tưởng bây giờ trở thành ân nhân của tôi là có thể qua tay múa chân với tôi được. Tôi có thể thả cô đi, nhưng tôi dựa vào cái gì mà thả họ chứ? Đỗ Minh Hải giết chết anh em của tôi, Đỗ Viễn Sơn làm giàu bất nhân. Tôi bắt cóc cha con họ để xả giận cho lão Bách Tính. Đỗ Minh Hải giết chết anh em của anh là vì cứu cha anh ấy. Còn Đỗ lão gia trước giờ luôn là người nhân đức hiền từ. Khi Ký Chương huyện dịch bệnh tràn lan, chính là nhờ ông ấy phát cháo phát thuốc thì dịch bệnh mới có thể khống chế được. Ngược lại anh lấy số tiền chuộc này chẳng phải là để chia cho anh em sao? Cái đó mà gọi là xả giận cho dân hả? Còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi chia tiền? Tôi cần số tiền này chẳng phải là bọn họ vu cáo chỉ tôi là loạn đảng, còn muốn một khoản tiền chuộc lớn, nếu không sẽ giết người sao? Đám kinh doanh các người luôn cấu kết với bọn tham quan để người dân chịu thiệt. A Quý, nghe Tiểu Thất đi. Đợi có tiền chuộc rồi, chị Phượng Hoàng còn đang đợi anh đi cứu chị đó. Tiểu Cầm, anh không những muốn cứu chị của em ra mà còn muốn cứu cả em và con. Cảnh sát sắp tới rồi, không có bọn họ làm bùa hộ mệnh thì chúng ta không thoát ra ngoài được đâu. Anh chết không sao, nhưng em và con nhất định phải sống. Chẳng may anh không ra ngoài được, thì hãy đồng ý với anh nuôi con mình trưởng thành, dạy nó làm người tốt. Đừng như anh, đừng làm thổ phỉ. Thật không ngờ anh vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Nếu anh tin tôi có thể giúp các anh rời khỏi nơi này. Cô giúp tôi, tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Tôi có thể để anh lấy tôi và nhị thiếu gia làm con tin đi cùng các anh. Nếu cảnh sát nhìn thấy, chắc chắn sẽ không ra tay với các anh. Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha, tôi không muốn đứa trẻ này giống tôi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy Thạch Hữu Cầm đau lòng buồn bã.
càng không muốn nhìn thấy sau khi các anh đánh nhau với cảnh sát Giáp Lá Cà một sống một chết. Từng này lý do đủ chưa? Ân nhân, cô là quý ân nhân của chúng tôi, chúng tôi đều nghe theo cô hết. Anh nói có phải không, A Quý? Chẳng lẽ anh muốn vì tính khí của mình mà làm tan cửa nát nhà sao? Anh còn không đi là không kịp nữa đâu. Được, sơn quỷ tôi cược ván này, tôi tin cô. Cố Phẹo, cậu dẫn chúng tôi đi mật đạo này, có chắc là đến được Đồng La Trại không? Anh yên tâm đi, Cố Phẹo tôi chính là lăn lộn trên con đường này, nó có quá thành tro tôi cũng nhận ra. Sao cô lại chạy tới đây? Không sao rồi, cô không sao chứ? Tôi không sao. Đi đi, đợi chút, tôi muốn ở lại giúp họ. Tại sao? Sơn quỷ không phải người xấu như chúng ta tưởng, anh ấy thực ra là người trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, sản phụ này là người tôi quen, cô ấy vừa mới sinh, nếu rời khỏi nơi này mà không ai chăm sóc, sợ cô ấy không chống cự. Cô đừng nói với tôi là cô muốn ở lại chăm sóc cô ta. Thổ phỉ là thổ phỉ, anh ta vừa lừa nhà chúng ta hơn 100.000 đó, bây giờ cô muốn giúp họ sao? Anh ta có thế nào đi nữa cũng là cha. Cha thì sao? Đứa bé đó tôi đã đỡ đẻ đó. Anh muốn làm gì? Đừng hỏi nữa. Đỗ thiếu gia, tâm trạng của anh tôi hiểu. Bây giờ chuyện này không liên quan gì đến hai người. Hai người đi đi. Hôm nay chỉ cần tôi có thể sống mà rời khỏi nơi này, số tiền của nhà các anh tôi sẽ trả lại. Đại đương gia, đại đương gia, không ổn rồi, nhị mau phát tín hiệu cho em. Nhị quỷ từ mật đạo đánh bọc sườn lên, đã bao bọc bọn họ rồi. Anh ấy bảo anh nhất định đừng đi cứu anh ấy. Cái gì? Mấy người các cậu mau hộ tống mở đại dương gia. Số anh em còn lại theo tôi. Đương gia anh đừng đi, nguy hiểm. Để cho rừng còn xanh, sợ không củi đốt. Bây giờ anh lại chắc chắn tự tìm cái chết. Anh dẫn người từ mật đạo phá vòng vây chạy đi. Cậu nói gì vậy? Chúng ta thế nào? Sống cùng sống, chết cùng chết. Con trai tôi có thể chào đời đều nhờ cả vào các anh em. Bây giờ cậu không cho tôi đi, tôi là con người sao? Đi cút ra đi. Đương gia anh không thể đi. Đi rồi chết là cái chắc, chết là cái chắc. Cậu có tin tôi bắn chết cậu không? Đương gia, không thể đi. Chẳng phải lúc nãy anh đã đồng ý với tôi không được liều lĩnh hành sự sao? Vừa nãy anh ta cũng nói rồi, đi chính là tìm cái chết. Được, anh không sợ chết, anh dám đi. Vậy con trai anh thì sao? Anh quay đầu lại nhìn anh em kia của anh đi. Ai nấy cũng đều sinh ra tử với anh. Anh nhìn họ đi. Bây giờ anh dẫn họ đi, chính là dẫn họ vào chỗ chết. Anh nỡ lòng sao? Rút. Đi, đi thôi. Chúng ta đi. Đi thật hả? Đi. Đi nhanh lên. Bám sát, mau mau. Bám sát vào. Trốn bên này nè. Cô còn chịu được không? Minh Hải, Minh Hải cẩn thận. Đại tiểu thư cẩn thận. Tôi đã không cho cô đi, cô cứ nhất lệnh đòi đi. Cậu giả làm thổ phỉ chặn đường tôi và cha, lợi dụng cơ hội giết chết Minh Hải và tiểu thất. Đến lúc đó, một đứa con hiếu thảo mạo hiểm đi cứu cha, có thể danh chính ngôn thuận thừa hưởng gia nghiệp rồi. Bọn chó săn không muốn chúng ta sống, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Xông lên. Không được đi. Cô làm gì? Cô làm gì đó? Không được đi, quay lại. Anh đồng ý với tôi là không xông lên rồi. Ngồi xuống. Bây giờ anh chỉ có thể lấy tôi làm con tin. Anh ta nhìn thấy chúng ta sẽ không ra tay đâu. Cô chắc chắn anh ta nghe lời cô. Anh chỉ có thể tin tôi. Mau lên. Được, tôi tin cô. A Tứ, bom.
Ân nhân, xin lỗi nha. Anh làm gì vậy? Nào, người anh em, không ngờ lại anh chuyện nghĩa như vậy. Tất cả mọi người ngồi xuống. Không sao đâu, Minh Hải, đừng động vào. Những người phía trên nghe đây. Mày tới số rồi. Không bắn nữa. Tất cả không bắn nữa. Hà Gia Bảo, không được nổ súng. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Được được, không bắn, không bắn, tôi không bắn nữa. Những người phía trên nghe cho rõ đây. Nhị thiếu gia, Đỗ gia và cô nương này đang ở trong tay tôi. Các người còn dám nổ súng, tôi bắn chết bọn họ. Đừng đừng đừng, đừng nổ súng. Đại ca, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Phùng Thiết Đầu. Đại tiểu thư. Cô, Phùng Thiết Đầu, tôi nói cho anh biết, anh dám làm thương Minh Hải thì anh cuốn gói mà cút cho tôi. Nghe thấy chưa? Không được làm thương anh ấy. Còn cả anh nữa, nghe cho rõ cho tôi. Những người phía trên nghe đây. Để tôi dẫn anh em tôi đi. Tôi sẽ thả họ ra. Được. Bảo đảm an toàn con tin. Nếu không ông đây sẽ bắn chết anh. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Các anh em, rút. Nhị mau, bảo vệ mợ cả. Đi đi, mau mau. Bảo vệ mợ cả, nhanh nhanh. Ngồi yên. Ngồi yên đó. Các anh em, ngồi yên đó. Thế nào? Các anh em, qua dãy núi phía trước là ra khỏi dốc Âm Sơn rồi. Mọi người cố gắng lên, chúng ta an toàn rồi. Đợi đã lâu rồi. Bắn cho tôi. A Quý, lúc trước mày làm mù mắt tao. Hôm nay ông này lấy mạng mày. Cẩn thận. Đại ca, đi mau, đại đương gia, đi mau. Để tôi xem. Để tôi xem. Đương gia, đương gia, anh ta thế nào rồi? Sao? Em khóc cái gì? Không ổn rồi. Em phải vui cho anh chứ. Đây là quan lão gia gọi anh đi bầu bạn rồi. Ngày nào cũng đánh nhau, sẽ có lúc bị nhãn mổ mù. Ân nhân, đại ân đại đức của cô, kiếp này tôi không báo đáp được rồi. Nếu có thể làm trâu làm ngựa, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Cô giúp tôi một chuyện, dẫn vợ con tôi chạy thoát. Tôi cảm ơn cô. Anh đừng nói nữa. Không cần anh nói điều này với tôi. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp anh. Nào, hai người theo tôi. Minh Hải, đừng ra, đừng bỏ lại em. Cẩn thận. Ai trả thù giúp anh? Ai sẽ là đương gia mới của Đồng La? Của Đồng La trại? Đương gia, Sơn Quỷ, anh không thể bỏ lại em. Đương gia, đương gia, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, đương gia. Chúng ta rời khỏi nơi này. Không, tôi không thể bỏ anh ấy một mình được. Đi, đương gia, đương gia. Rút, rút mau.
Lão đại chết rồi, chạy mau. Đi. Minh Hải. Không sao chứ? Không sao, tôi không sao. Dọa tôi chết khiếp. Tôi nói cho cô nè, tôi đã báo thù giúp chồng cô rồi. Độc Nhãn Long bị tôi bắn chết rồi, thi thể ở bên kia núi. Cô có thể cho người qua đó xem. Sơn Quỷ, anh nhìn thấy chưa? Đại thù được báo rồi, anh chết có thể nhắm mắt rồi. Người chết không thể sống lại được, đừng đau lòng quá. Tôi thấy chỗ này không ở lâu được đâu, mau đi thôi. Hai người không được đi. Tại sao? Vừa nãy Sơn Quỷ có nói, ai giết được Độc Nhãn Long thì người đó là đại đương gia mới. Bây giờ nhị thiếu gia giết chết Độc Nhãn Long, vậy nhị thiếu gia chính là đại đương gia. Sao có thể được? Anh ấy là nhị thiếu gia Đỗ gia, sao có thể ở lại đây làm đại đương gia của các cô? Lên núi làm thổ phỉ tôi nhất định không làm nổi. Tôi đã làm hết những chuyện tôi nên làm rồi, các người tự giải quyết đi. Đi thôi. Ân nhân, cô làm cái gì vậy? Đứng dậy. Nếu anh không bằng lòng làm đại đương gia, vậy thì nhận đứa con nuôi này đi. Tôi nhận, tôi nhận. Được, tôi nhận con. Cô đứng dậy đi. Mau đứng dậy. Cô vừa mới sinh xong mà. Ân nhân, đặt tên cho đứa bé này đi. Tôi đặt tên. Đừng đùa vậy chứ. Tôi đâu có đi học. Tôi làm gì? Làm gì biết đặt tên? Hay là thế này đi, đặt tên cho nó là Tiểu Hải đi. Tên gì? Tiểu Hải. Tiểu Hải gì chứ? Chữ thứ ba trong tên của anh chẳng phải là Hải sao? Tôi thay mặt Tiểu Hải cảm ơn cha nuôi mẹ nuôi. Được rồi, được rồi. Tiểu Hải. Cô làm cái gì vậy? Đây cũng chẳng có thứ gì. Tôi tặng miếng ngọc bội này cho đứa bé làm tín vật. Không không không, cái này không được tặng. Sao anh keo kiệt vậy? Chẳng phải chỉ là miếng ngọc bội thôi. Cho được, được, cho đi. Nào cầm lấy đi. Ân nhân, coi như tôi nợ cô một mạng. Tôi nói cho cô biết, miếng ngọc bội này quan trọng lắm. Được rồi, đừng có bủn xỉn nữa, đừng nói nữa. Được, tôi không nói nữa, được chưa? Hay chúng tôi đi trước, được chứ? Cứ vậy đi, bảo trọng, đi thôi. Sau này con có tên rồi. Con tên là Tiểu Hải. Người đâu? Tới đây mau. Lão gia về rồi, lão gia về rồi. Đại thiếu gia, cha sắp không ổn rồi. Lão gia ông không sao chứ? Đại thiếu gia, anh bị chém máu. Gọi thần thủ lễ tới đây cho tôi, nhanh. Đỡ cha dậy, cha sắp không ổn rồi. Nào nào. Tịnh Kỳ, cô không sao chứ? Có tôi ở đây thì có thể có chuyện gì? Không sao là tốt rồi. Minh Hải, Minh Hải, anh dọa chết tôi rồi. Đừng kéo tôi không sao, không chết được đâu. Minh Hải, đừng có nói chuyện với cô ấy như vậy. Không sao, thiếu gia. Thiếu gia, sao cậu lại chạy tới đây? Lão gia ngất đi rồi, hình như là nghiêm trọng lắm. Anh về xem thế nào. Sao lại ngất? Lúc ông ấy đi chẳng phải khỏe mạnh sao? Đúng vậy, mặc dù chân bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy. Anh cứ về xem thế nào. Thôi, không về nữa. Tôi đi với cô. Đừng, anh về thế nào? Tôi đi với cô. Vì một con hồ ly tinh mà đến cha ruột của mình cũng mặc kệ. Anh đúng là đứa con có hiếu. Cô nói ai là hồ ly tinh? Tôi cần anh quản hả? Im miệng hết đi. Minh Hải, về đi. Được. Vậy cô về, về quầy thuốc trước đợi tôi. Đưa cô ấy về nha. Dạ vâng. Đỗ Minh Hải. Thiết Đồng, đi báo cáo với Tiếu sở trưởng. Nói con tin đều được cứu hết rồi. Rõ. Đừng cười. Mã Trí Viễn, tôi mới là đội trưởng. Thu quân. Vâng vâng. Tiểu Thất, tôi đưa cô về. Các anh không sao chứ? Không sao. Đi. Minh Hải, anh, gì vậy? Sao em lại về rồi? Em nghe nói cha bị thương, thế nào rồi? Nghiêm trọng không? Bị đánh một cú vào sau gáy, bây giờ đang hôn mê chưa tỉnh. Sau gáy, ai đánh? Không rõ. Không thể nào. Rõ ràng em nhìn thấy bọn chúng thả cha ra mà. Minh Hải, lần này thổ phỉ đòi tiền, đòi cả mạng. Sơn Quỷ không phải loại người đó.
Không phải loại người đó. Ai bắt cha? Lúc anh và cha gặp nạn em đang ở đâu? Em không nói những chuyện này với anh. Em vào thăm cha trước. Thăm cái gì mà thăm? Không thể thăm sao? Không được. Hôm nay em không thể vào trong đó. Biết tại sao không? Tất cả người trong nhà ai cũng sợ em. Hôm nào cũng như chó điên. Tóm được ai là cắn người đó. Suốt ngày em trông cái bộ mặt đó, ai nhìn chứ? Còn có cả cô Ngô Tiểu Thất kia nữa. Từ khi Ngô Tiểu Thất vào đổ gia chúng ta, hai người các em đã gây ra bao nhiêu chuyện. Mẹ anh, mẹ em, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Em còn muốn anh im đi? Tôi chỉ muốn đến thăm cha. Không cần. Anh nói cho em biết, Đỗ phủ bây giờ có rất nhiều người đang chăm sóc cha. Em nói xem em đến đó làm gì? Căn bản không cần. Tổ tông, anh gọi em là tổ tông. Đừng gây thêm rắc rối nữa được không? Được. Các anh chăm sóc tốt cho ông ấy. Tốt quá rồi. Đúng là lợi hại. Tiêu diệt thổ phỉ thành công rồi. Tiêu diệt thổ phỉ thành công rồi. Vì dân trừ hại. Đúng là vì chúng ta mà làm chuyện tốt. Chuyện tốt. Đúng đúng đúng. Chuyện tốt. Đúng là các đại anh hùng. Đúng vậy. Ngày tháng tới thái bình rồi. Đúng vậy. Chuyện tốt. Thưa bà con, sở chúng tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề tiêu diệt thổ phỉ, dẹp hỗn loạn, cố gắng hết sức vì nước vì dân. Sở chúng tôi nói sao làm vậy, quyết không nhân nhượng với bọn thổ phỉ. Lần này, ngoài việc giải cứu ba người là cha con Đỗ Gia và Đông Phương Tịnh Kỳ, còn một lần hành động tiêu diệt toàn bộ băng sơn quỷ Hà Kiều hơn 80 người cho Ký Dương huyện và Thẳng huyện. Tốt, tốt quá. Tốt quá, đông người vậy sao? Đông quá, đúng vậy. Rõ ràng có 8-9 người mà anh lại nói thành 80-90. Đại ca, anh bị thiệt thòi chưa đủ hả? Nói nhiều hơn chút thì lấy thưởng nhiều hơn chứ sao? Đợi sau khi tôi làm sở trưởng, một là một, hai là hai, đinh là đinh, mão là mão. Vậy thì đợi đến khi anh làm sở trưởng rồi hãy tính. Hôm nay em còn muốn làm tỉnh trưởng đây. Tôi muốn ghi công cho những người anh em đã có công đây. Tránh ra. Ai vậy? Cô ta là ai vậy? Bọn họ. Sao lại đi rồi? Đang nói hay mà sao lại đi rồi? Tiểu Thất à, vất vả rồi. Uống ngụm trà nóng tĩnh tâm đi. Cha nuôi, con nói với cha rồi, con không sao. Cha đừng bận rộn nữa. Uống một ngụm đi. Vâng, con uống. Nha đầu, chú bẻ mép. Tới rồi hả? Anh sao rồi? Cha anh vẫn ổn chứ? Chắc là ổn. Vừa rảy tôi về, tôi nghe anh nói hiện tại cha tôi bị thương nặng lắm. Tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vết thương ở chân kia có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không phải chứ? Nghe anh tôi nói, đám thổ phỉ kia sau đó lại quay lại giết người. Bọn chúng vừa muốn tiền vừa muốn mạng. May mà cha tôi giữ cái mạng, bây giờ vẫn đang hôn mê. Không thể nào. Sơn quỷ đã đồng ý thả người. Nếu anh ta đã đồng ý thả người thì sẽ không thể nào làm chuyện đánh người sau lưng. Nhà đầu, tôi đã nói con người cô thật lương thiện. Thổ phỉ chính là thổ phỉ, anh ta có thể người tốt sao? Anh ta không thể nào trở thành người tốt. Cô nói xem, không ngờ cô lại bảo tôi làm cái gì mà cha nuôi con trai Thạch Hữu Cầm. Là tôi cứu con trai anh ta và cả mẹ đứa bé nữa. Anh ấy không thể nào làm chuyện đó được. Không được, tôi phải đi xem cha anh thế nào. Được rồi, cô đừng gây thêm rắc rối. Cô nói xem, nếu cô quay về, mẹ cả của tôi chắc chắn gây sự với cô. Tiểu Thất à, vị thiếu gia nói đúng. Chúng ta không được hồ đồ. Lão gia năm đó từng nói, vĩnh viễn không cho con bước vào Đỗ gia. Chúng ta phải giữ lời. Con không về đó, nhưng con cũng phải nghĩ cách. Đỗ Minh Hải, anh là thằng khốn nạn. Là chuyện này sao? Đây là em mặt nóng dáng mông lạnh.
bị người ta lạnh nhạt rồi phải không? Anh cút đi. Anh nói em, có phải em ăn no rưỡng mỡ rồi phải không? Nếu anh là em, ngày mai anh sẽ đi thành thân. Anh chọc cậu ta tức chết. Anh cút ra ngoài đi. Được, được, anh ra ngoài. Anh ra ngoài là được. Ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Được rồi, anh ra ngoài. Ra ngoài đúng không? Anh ấy hả? Đúng là anh nợ em mà. Ra ngoài. Tốn tiền quá. Cút đi, em đúng là có đồ tốn tiền. Anh ra ngoài. Đại quản gia tới rồi. Đại quản gia tới rồi. Nào nào nào, mọi người qua đây. Không yên ổn làm ăn đi, không muốn làm nữa hả? Không phải chúng tôi không muốn làm, mà là không thể nào làm được. Bây giờ Đỗ phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng may Đỗ lão gia không tỉnh lại nữa, thì tiền công của chúng tôi ai trả đây?